hành tinh ngoài hành tinh tiếp tục chứng minh vũ trụ thực sự tuyệt vời. Và tuyệt vời như thế nào, và việc sử dụng khoa học viễn tưởng làm chất tương tự khiến những khám phá này càng trở nên tuyệt vời hơn. Gần như mọi người hâm mộ khoa học viễn tưởng đều biết về cảnh nổi tiếng trong chiến tranh giữa các vì sao gốc cho thấy cậu bé nông dân Tatooine và hiệp sĩ Jedi tương lai Luke Skywalker. Nhìn vào cảnh hoàng hôn kép quyến rũ khán giả cho đến tận ngày nay. Cảnh quay nổi tiếng trong điện ảnh này là điều khiến cho một khám phá về hành tinh ngoài hành tinh gần đây trở nên tuyệt vời hơn. Các ngoại hành tinh quay quanh hai ngôi sao được gọi là hành tinh tròn, và một nghiên cứu gần đây trong thông báo hàng tháng của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia đã xác định một ngoại hành tinh như vậy. Bằng cách sử dụng kính thiên văn trên mặt đất thông qua phương pháp vận tốc xuyên tâm, đo sự dao động của một ngôi sao mẹ là một hành tinh cơ thể quay quanh nó. Hành tinh ngoại này được gọi là Kepler-16b, ban đầu được phát hiện bởi kính viễn vọng Kepler vào năm 2011, nằm cách trái đất chỉ 245 năm ánh sáng. Trong khi Kepler-16b ban đầu được phát hiện bằng cách sử dụng phương pháp chuyển tiếp đo độ lõm trong ánh sáng của một ngôi sao khi một hành tinh đi qua trước mặt nó, nghiên cứu này chứng minh khả năng quan sát một hành tinh ngoài bằng các phương pháp truyền thống hơn với hiệu quả cao hơn và rẻ hơn nhiều so với việc sử dụng tàu vũ trụ. Sự hình thành hành tinh từ lâu đã được lý thuyết hóa để bắt đầu với cái được gọi là sự bồi tụ hành tinh. Nơi các vật chất bên trong đĩa tiền hành tinh hệ mặt trời sơ khai theo nghĩa đen kết tụ lại với nhau và cuối cùng quay đủ nhanh để tạo thành một hành tinh. Tuy nhiên, sự tồn tại của các ngoại hành tinh trong hệ sinh học đang khiến các nhà khoa học đặt câu hỏi về những quá trình hình thành lâu đời này. Sử dụng lời giải thích tiêu chuẩn này, thật khó để hiểu làm thế nào các hành tinh tròn có thể tồn tại. Đó là bởi vì sự hiện diện của hai ngôi sao cản trở đĩa tiền hành tinh, và điều này ngăn không cho bụi kết tụ thành các hành tinh. Một quá trình được gọi là bồi tụ, giáo sư Amaury Chiot nói. Đại học Birmingham, người cũng dẫn đầu nghiên cứu. Hành tinh có thể đã hình thành cách xa hai ngôi sao, nơi ảnh hưởng của chúng yếu hơn. Và sau đó di chuyển vào bên trong một quá trình được gọi là di cư theo hướng đĩa hoặc cách khác. Chúng ta có thể thấy chúng ta cần phải điều chỉnh lại hiểu biết của chúng ta về quá trình bồi tụ của các hành tinh. Khám phá của chúng tôi cho thấy kính thiên văn trên mặt đất vẫn hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu ngoại hành tinh hiện đại và có thể được sử dụng cho các dự án mới thú vị. Tiến sĩ Isabelle Boyce từ Đại học Marseille ở Pháp, đồng thời là nhà khoa học phụ trách thiết bị SOFIE cho biết, đã được sử dụng để thu thập dữ liệu của nghiên cứu. Chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi có thể phát hiện ra Kepler-16b. Giờ đây chúng tôi sẽ phân tích dữ liệu được lấy trên nhiều hệ sao đôi khác và tìm kiếm các hành tinh tròn mới. Nhóm nghiên cứu có kế hoạch tiếp tục tìm kiếm các hành tinh tròn chưa từng biết trước. Đây với mục tiêu trả lời các câu hỏi về cách các hành tinh được hình thành. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào. Chia sẻ hữu ích nhé!